Hi mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và tiếp tục đến với clip hôm nay sẽ có một số app rất là ok cho anh em. Rồi đến cái app đầu tiên, đặc quyền VIP 4 anh em nhé, level 79, KD 1.54, hạ gục 7.000 tiêu anh em nhé. Thì Funakachan thôi, giá thì hơn 200k thôi, 2 server anh em nhé. Nhưng bên Android thì có thêm khẩu M4A1K, khẩu này cũng là VIP anh em nhé. AK-47 Transformer, AK-47 VIP, 3Z Aurora, 3Z Transformer, 2 khẩu 3Z VIP, AK-47 Novia Dragon, BCS Novia Dragon, sẻn hoa nhài. Vũ khí phụ thì có cây Combo Zunda, rất là ok, Katana Transformer, một cây Kuri. Rồi COP 357 nha anh em nhé. Nhân vật thì có Naori và con Jose vĩnh viễn thôi. Nhẫn ấy, nhẫn ngắm kẻ địch, nhẫn HP và nhẫn thì hai dòng 5 sao, một dòng 4 sao. Rồi thiên phú thì được khoảng 70% nha anh em nhé. Đấy, vòng được cái là này thì có vòng M4, còn 4 ô nữa là full. Giá thì hơn 200k thôi. AK Transformer, AK VIP, M4K, 3Z Au, 3Z Trang, AK sẻng rồi cung katana. Rồi tiếp tục đến với cái ạc số 2 nha anh em nhé. Thì ạc này dành cho anh em nào thích ạc có súng giải nha anh em nhé. Đặc quyền VIP 8 level 100, cái đây 1.55 và hạ gục 23.000 kim, còn 370 kim cương. Ạc này thì đạp có hơn 30 triệu thôi nha anh em nhé. Đấy thì nói chung là bây giờ thì game nó ấy thì cũng rẻ cho anh em thôi. AK-47 Transformer, mình sẽ vào sâu luôn kho đồ cho anh em xem. AK-47 VIP nói chung là đầy đủ súng giải cho anh em. AK-47 MVP. Đấy, M4A1 Transformer, M4A1 Bonbit X2, M4Bit, M4 Quái Thú X2, Jaguarin, M4A1 Stalic nha anh em nhé. Khẩu M4 giải nha, 2 khẩu. Nói chung là phải có cả 3Z giải luôn cơ. M14 EB Dark Light X3, AWM Inferno Dragon, 2 vòng 3Z Bonbit, 3Z Out, 3Z Chang, 3Z Stalic. Đấy, AK-M4 và 3Z giải đều có. MG, ZBK, 6 Long, X5 Thông Sơn để tặng cho team B, và team B là mắt bạn nha anh em nhé, 110 viên. X2 team B luôn, cực kỳ chất nha anh em. Rồi, 2 cổng team B. A12 Hefa, Golden Shark X2, DE Bonbit X2, DE Thunder, DE The Legend, DE Stalic. Rồi, Dew VIP X2. Trung ạc thì khá là chất cho anh em luôn. Kuri VIP X2 này, Kuri VIP Inferno X3, Katala Transformer VIP X2, Kerry Bonbit thì có set 3Z Bonbit anh em nhé. Sẻng có một cây thôi, chúng cũng đủ anh em chơi. AK Bá Tước, AK Zosai X4, AK 47 Lobel Dragon, 3Z Lobel Dragon X2, UT Bá Tước, Bouncer Lobel Dragon X2, M4A1 Alonimus, A12 Booster, Chết Tổ Ong, CK X2, Lọ CD Transformer, Lọ 6 viên, 4 lục VIP và 1 3Z đỏ là 6 viên nhé. Lục đồ bò băng nửa đều có. IS Phonix kiếm vàng, IS Phonix Gold X2, IS The Legend. Đấy, rất là ngon. Nắm đấm Titan X3, móng rồng Katala Transformer, thương set X3, lâu lan song kích, AK Vũ Công, AK Glory, M4 3Z, X3 Combo Zunda, quắm AK Gold, AK giải đấu hàng, M4 này, nói chung cực kỳ nhiều súng tím, ZBK chòm sao, đấy. Team B Lula, súng tím thì rất nhiều, AK Ivan nha anh em nha, mắc thành tiệu thì được, AK X-Mac này. Rồi 3Z Spring, team BSS, chung súng tím rất là nhiều, súng trắng cũng nhiều luôn. 3Z đen, M200, sẻng này, 5 quả 6 quả lựu đạn thường lan, 2 quả flash, 2 quả smoke vĩnh viễn. Nhân vật thì full nhân vật 3 vòng quay thôi, và Velos và Sloco, 2 con Sloco, 1 con Velos, nhẫn 2 nhẫn, 1 dây chuyền, nhẫn ngắm kẻ địch, nhẫn HP này, 1 dòng 5 sao, 2 dòng 4 sao. Dây chuyền có cũng một dòng 5 sao, 2 dòng 4 sao. Khung VIP 8, khung Bon VIP, thẻ đổi tên mua sẵn rồi, anh em mua về chỉ việc đổi tên thôi. Đấy, thiên phú thì khoảng 90%, nói chung là cái gì cần mắc đã mắc, BBB mắc nha anh em. Vòng quay thì nói chung là full được 5 vòng. Rồi tiếp tục đến với cái tiếp theo thì dành cho anh em nào thích không nhé, khá là chất. KD thì 1.49 luôn, hạ gục tận
13.000 kêu rồi. Arc level 75 đặc quyền giúp 0. À còn 396 khi cương anh em một thẻ đổi tên giúp 0 nhưng có M4 nên thiên sứ đó. AL94 VIP. 3Z cũng có 3Z VIP luôn, 3Z Aura, một cái diều VIP. Akazusa rất là ok. BCS Lobia Dragon móng rồng. Akazukong AWM đổi su quắm. Rồi Buriraya Dragon AKM4 AWM AKSS và một số súng trắng thực ca kim bi. Nhân vật thì có Rốt Vĩnh Viễn, vật phẩm này, nhẫn này, nhẫn thì chưa tẩy nhưng anh em nhé, có một dòng 5 sao thôi. Rồi thiên phú thì được khoảng 80%, một số thiên phú cũng khá là đẹp. Đấy, VIP 5 KD 1.49 luôn. Rồi tiếp tục đến với cái hàng tiếp theo thì ở ngày hiện team đi giá rẻ đâu có vài trăm cao đâu, đặc quyền VIP 5 level 74 KD 2.15 và hạ gục có hơn 2.000 kêu, nói chung là không đi danh anh em nhé, vẫn đang danh bạc. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh kho đồ thôi, thì cũng phun được vòng AK Transformer khá là ngon cho anh em chưa, AK47 Transformer, AK47 Lover Belly này, vòng này cũng rất là ngon anh em nhé, nhìn khá là đẹp. M4 là một quái trung vô hình, 3Z Aura, 3Z Transformer, đấy có team B để anh em đi săn rom thôi, còn danh thì cũng bình thường bây giờ. Alaconda Bonbit này, M4 là một hoa nhà. Rồi một cây QVZ, đấy cũng là súng cam luôn, rất là ngon. Gậy thiên sứ, sướng xét, roi nữ hoa, AK Wukong và 4 Wukong. Khẩu AK lạp sự kiện lần đầu 400k, M4XS, M4 là một Squid, QVZ, Buriraya Dragon, AK, M4 Fantasy, một quả lựu đạn Clash. Nhân vật thì có Naui và con Jose Vĩnh Viễn thôi. Đấy và một số vật phẩm. Rồi thiên phú thì cũng tương đối nha anh em nhá, thiên phú thì được khoảng 60% thôi. Đấy được cái đã có team B, AKM4 rồi 3Z để đồ, Alaconda Bonbit các kiểu trận chiến. Nhân vật có. Rồi tôi sẽ đến với cái hạt tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái hạt cuối cùng. Level 84 đặc quyền VIP 4 KD 0.7 và hạ gục 11.000 kêu nhưng em nhé. À thì 2 server và giá thì cũng hơn 100k thôi. Dành cho anh em nào nạp ít hoặc là không muốn nạp mua về chơi tạm. Đấy kho đồ thì có AK47 VIP này, 6 Long Thông Sơn Băng DE Thunder Akazusa AK47 Novel Dragon UB Bá Tước Ska IAS Phonic Gold Nắm Đấm Titan Dao Fury AK Đổi Su Set 3Z Belly có cả quắm đầy đủ. M4A1 Raya Dragon T91 Tiger rồi Vua Team B Raya Dragon Kuri Raya Dragon AK47SSS M4 chung súng tím rất là nhiều, sẻng Tết Nguyên Tiêu 3Z đen cũng có, một quả lựu đạn Clash, một quả Flash, một quả Smoke cũng viễn. Nhân vật thì có Rốt thôi, nhẫn ngắm kẻ địch hiển HP, hai dòng 5 sao và một dòng 4 sao. Rồi thiên phú thì được khoảng 80%, 90%. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Thì anh em nào mua hàng thì inbox Zalo tôi nhé. Số điện thoại tôi để ở đầu intro clip, anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi trước khi giao dịch. Ngoài game CS ra tôi còn bán thêm mạc Liên Quân, Free Fire và Bookly nha anh em. Anh em có thể inbox cho tôi để xem thêm. Rồi cảm ơn tất cả anh em.